Hi everyone, welcome to my channel Idea Food and Garden. Today I want to show you this is a beautiful park. You should to know. Mến chào cô chú anh chị và các bạn hôm nay mình muốn chia sẻ cái công viên này cho đến tất cả mọi người Việt Nam cũng như người nước ngoài biết đến cái công viên này rất là đẹp nha. Công viên này rất là rộng và đẹp luôn, rộng khoảng chừng 18 mẫu anh đó. Chỗ này rất là đẹp luôn đó các bạn, rất là thích hợp cho những ai mà thích giống như là về vườn nè, rồi kiểu mà leo núi. Chỗ này thì leo núi thì không có xa, đường xá thì đi cũng rất là dễ đi, rất là đẹp luôn khi mình đi bộ đó thì mình cảm giác rất là mát mẻ tại vì có những cái bóng cây đó, che trên phía đầu của mình à, chỗ này rất là đẹp nếu mà những ai mà thích nó giống như là kiểu uh, leo núi ấy. mình thích nhất là nhìn những cái cảnh đó, vườn hoa rồi những cái cảnh view đồi núi rất là đẹp luôn mình cảm giác rất là thoải mái khi mà đi đến đây lần đầu tiên đến đây thôi nhưng mà mình rất là thích cái công viên này luôn lúc này thì chỉ có một số hoa nở thôi nhưng mà tới mùa hè thì sẽ có rất là nhiều hoa nở rồ trong cái mùa hè đó các bạn. Nếu mà bạn nào mà sợ nắng đó thì cái công viên này rất là thích hợp. Tại vì có những cái chỗ mà đi á có nhiều bóng cây rất là mát. À, chỗ này á rất là thích hợp cho mình đó. đến đây mình exercise đó các bạn, mình đi bộ rồi mình vừa ngắm cảnh, ngắm view rồi mình còn có nhiều hoa mình để ngắm nữa, rất là thích luôn. Khi mà mình mệt á thì mình cũng có những cái ghế mình ngồi để nghỉ mệt luôn nè các bạn đẹp lắm Mà mình thấy cái cảnh ở đây rất là thiên nhiên cho nên mình rất là thích Hoa này quá đẹp luôn nè Xâm thêm đó mình là bận rộn với cái vườn của mình đó mình không có đi ra bên ngoài Hôm nay á, có cơ hội đó mình đến đây một lần á, mình thấy thích quá luôn đó các bạn Hồi giờ đó mình nó cũng biết cái chỗ này lâu mà mình không có đến Mình cũng không biết là nó đẹp đến như vậy đó Ở đây á, có rất là nhiều hoa luôn nè con đường này á, mình vừa đi mà mình vừa ngắm hoa rất là đẹp luôn Thích lắm, mình cảm thấy giống như là không có boring á mình thấy ở Fountain Valley có một công viên rất là lớn gọi là My Square Park Thì công viên này cũng rất là lớn Nhưng mà công viên My Square Park nó different với là công viên này Công viên My Square Park thì đường nó bằng phẳng hơn, nhiều cỏ hơn còn ở đây thì nó khác một cái là đường nó đồi núi đó các bạn khi mà mình đi mình ngắm những cái cảnh view rồi có những cái cây rất là đẹp rồi có rất là nhiều hoa nữa rồi sắc kiu lên nữa rất là đẹp luôn á khi đi thì mình nhìn những cái cảnh đồi núi view mình rất là thích cho nên nếu có cơ hội thì các bạn đến đây xem mình có thể dẫn gia đình đến đây chơi xong rồi cái mình đi ra biển ở đây gần biển lắm các bạn. Mình thấy á, ở trên chỗ mình á, thì họ trồng hoa trồng cây á, nhà nào cũng vậy trồng hoa cây kiển rất là nhiều. Họ rất là chăm sóc cái nhà của họ đó cái vườn của họ rất là đẹp luôn đó các bạn với lại á mình thấy á, cái phía trên đây đó biển nó cũng rất là đẹp luôn nha nếu mà bạn nào mà chưa có biết á thì các bạn là coi lại cái video mà về biển Montauk Resort cái biển là Beach của mình à, quay cho các bạn xem á, rất là đẹp luôn đẹp lắm luôn đó nếu mà cô chú anh chị nào mà có cơ hội đó mình đến đó một lần đi Park này thì mình thấy họ trồng rất là nhiều sen đá đẹp lắm các bạn mình à, đi bộ rồi mình à, vừa ngắm những cái cảnh á, à, sen đá rồi hoa rồi cây cỏ rất là thà, thiên nhiên luôn á. Nãy giờ á, thì mình đi tới đâu á những cái con đường là mình quay tới đó cho các bạn xem luôn đó, mình đã đi hết cái post này rồi. Thì có rất là nhiều con đường giống như đường đi lên phía Bên phải rồi bên trái Rồi dọc xuống rồi dọc ngang Nói chung là rất là nhiều con đường nha các bạn Cho nên khi đi đó Thì mình quay lại hết những cái hình ảnh Những cái chỗ mà mình đã đi qua đó Nói chung là đi cái công viên này Mình rất là thích Nếu mà bạn nào thích Thì mình đến đây một lần cho biết nha Dẫn các bé đi cũng rất là vui Trên này nói chung nó có rất là nhiều chỗ chơi lắm các bạn, nhất là biển á à, mình đi xuống biển Ha Banapoi đó thì cái phía mà trên núi họ cũng có uh, leo núi rất là đẹp luôn. Nhưng mà giống như khi mình leo núi thì mình sẽ nhìn thấy cảnh biển nha. Thì nếu mà bạn nào mà thích thì mình đi chơi một ngày đó mình đi hết những cái biển đẹp ở trên đây nãy giờ nói nhiều mình không biết nói gì nữa mình xin hát một đoàn của bài rau đắng nấu canh á vô tình thì mình có coi YouTube của chị Hằng Cali đó, chị hay quay của mấy người mà vô gia cư đó các bạn, mình thấy có anh chàng Phúc nó hát cái bài này rất là hay. Lúc ảnh hát cùng với chị On á mình rất là thích, cho nên mình nghe mình thấy rất là thích cho nên hôm nay mình muốn hát một đoàn nha xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ ghe chôn quê hương xa rời từ cất bước ly hương xin được làm gió dập dịu đưa điệu ca dao Trái bếm hiền sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau xin sống lại tình yêu đơn sơ rong chơi những thôi buồn một mình ngồi nhớ lũy che sân giao ấn không chơi kỷ niệm chờ thèm rau đang nấu cần mình thì mình hát giống như là mình không có micro gì hết các bạn cho nên mình chỉ hát miệng của mình hát rồi mình thâu vô thôi cho nên nó giống như nó cũng hơi khó lắm đôi lúc có nhạc các cái mình vô nó dễ hơn cho mình hơn với là mình đi theo tiếng nhạc á, mình hát đúng hơn á mình hát như vậy có gì không hay thiếu sót á cô chú anh chị và các bạn bỏ qua nha mình thì mình thường mình đi đâu đó mình hay thấy những cái cảnh đẹp đó mình quay mình xe cho cô chú anh chị và các bạn cùng biết đôi lúc cũng gần khu nhà mình thôi nhưng mà mình có thể mình đến đây chơi mình khám phá những cái khu mà cảnh thiên nhiên rừng núi như vậy rất là đẹp cho mấy bé đi đó. rất là thích luôn các bạn đến những cái khu công viên giống như vậy đó mình cảm giác mình đi về đà lạt đó các bạn Hồi xưa mỗi lần mà mình về Việt Nam á mình đi Đà Lạt đó mình mất khoảng chừng 5 đến 6 tiếng lái xe đó. Tại nhà của mình nó là ở Đồng Nai cho nên mình đi rất là xa nhưng mà mỗi lần mình ở dưới Đồng Nai đó mình lên Đà Lạt đó mình thấy cái cảnh rất là đẹp đồi núi rồi khung cảnh khí hậu rất là mát cho nên mình rất là thích Đà Lạt. À, còn bây giờ thì các bạn nào mà sống ở khu Garden Row, Orange County đó, các bạn lên trên đây á, mất có nửa tiếng thôi thì các bạn cũng có thể có những cái kỷ niệm mà Đà Lạt này các bạn à, rất là đẹp luôn nha. À, vào cổng không tốn tiền gì đâu, đậu parking cũng không mất tiền đâu, đậu parking rồi đi lên thăm quan thôi nha những cái khu mà vừa uh, hồ thiên nhiên như vậy nè các bạn mình rất là thích luôn cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video của mình nha uh, video của mình đã quay lại toàn cảnh của khu uh, công viên mà mình uh, cho các bạn xem đó thì họ có đầy đủ hết luôn thì mình đã quay lại hết cho các bạn là cùng biết luôn rồi có gì các bạn cùng lên đây chơi rồi khám phá ở đây thì cũng có những cái khu mà giống như là xịt nước vào mùa hè cho các bé rất là mát hoặc là những cái khu mà vui chơi phía dưới kia cho các bé trượt đó không có mất tiền gì đâu cái chỗ này là cái chỗ mà phun nước nè mùa hè các bé thích lắm khu mà cho các bé chơi trượt đó thì nằm ngay cái plot luôn nha các bạn ngay cái công viên mà nãy giờ mình đi vòng vòng quay cảnh xung quanh cho các bạn xem đó nhìn rất là đẹp khu này họ cũng mới làm cho nên rất là sạch sẽ luôn đó à, phía dưới những cái đồ chơi này rất là an toàn giống như là có những cái, cái miếng mà nó mềm á các bé có té cũng không có bị chấn thương đầu gì hết á À, mình thấy những cái trò chơi trượt cho phía những bé lớn hơn một chút rồi có những cái phía bên kia thì bé nhỏ hơn một chút chơi thấp hơn đó cho nên các bạn nhìn thấy đó cái cách mà họ làm á có những con thú rất là nhìn rất là đẹp mình có thể mình chụp hình còn cái chỗ này á là mùa hè thì họ sẽ mở nước ra để xịt á mấy bé thích lắm thì đây là cái con đường á à, Mình có thể sau đó mình đi lên trên công viên à, Cái công viên này thì có rất là nhiều con đường nha các bạn Nãy giờ thì mình đi tới con đường nào là mình đều quay cảnh của những cái uh, Khu vườn cho các bạn xem Thì các bạn cũng thấy rất là đẹp Thì nếu bạn nào mà thích á Thì mình lên mình sẽ để cái địa chỉ ở bên dưới cái comment đó Thì uh, cái khu này mình thấy rất là thích hợp cho gia đình nè, rồi gia đình mà có các bé nhỏ, bé lớn đó mình à đi dạng ngoài như vậy mình thấy rất là ý nghĩa, giống như là Đà Lạt luôn. Hân mừng tư xuôi về quê cũ dấu thân nơi nhà hoang, mộng cầm hơi đôi đường thương. sau ta tròn đôi còn gì nữa thân tàn xin để một mình mình đơn côi tìm vào cô đơn đến khi nhân gầy đón chân chàng đến Video của mình đến đây cũng dài rồi, mình xin tạm dừng ở đây nhá. À, mình rất là cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi kênh YouTube và ủng hộ kênh YouTube của mình á. À, Mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Bye.